Dàn khách mời khủng và những điều thú vị trong đám cưới của Công Phượng là một trong những sự kiện được chú ý ngày hôm nay. Hôn lễ của Công Phượng Viên Minh không chỉ có dàn khách mời khủng, dàn phù rể xịn sò mà còn khá nhiều điều rất thú vị. Là ngôi sao bóng đá hàng đầu Việt Nam, lên đám cưới của anh nhận được sự chú ý của truyền thông cũng như người hâm mộ. Đám cưới đình đám nhất làng Túc Cầu có khá nhiều điểm thú vị. Địa điểm tổ chức xa hoa bậc nhất Sài Thành. Nơi diễn ra hôn lễ của vợ chồng Công Phượng được tổ chức tại một trung tâm lớn bậc nhất Sài Gòn. Được biết đây là nơi nhiều ngôi sao như Trấn Thành, Trường Giang, Cường Đô La, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, diễn viên Lê Phương, Đinh Ngọc Diệp, Victor Vũ, Mạc Hồng Quân, ái nữ đại gia Minh Nhựa lựa chọn tổ chức hôn lễ. Độ bảo mật cao. Ngay từ khi mới làm lễ ăn hỏi, mọi thông tin liên quan đến hôn lễ của Công Phượng đều được giữ kín. Thiệp mời khéo léo chỉ rõ số lượng khách tới tham dự và có thẻ từ quẹt khi ra vào. Chỗ ngồi được ghi rõ, kèm theo là quy định hạn chế chụp ảnh và không đi kèm trẻ em dưới 5 tuổi. Ngoài ra, phía ban tổ chức cũng xin thông tin của khách mời, đảm bảo sẽ giữ kín để phục vụ cho công tác gửi ảnh tới khách sau lễ cưới. Dàn khách mời khủng. Khách mời trong đám cưới của chân sút người Nghệ An hôm nay ngày 16 tháng 11 là những người có ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Ngay sau khi U22 Việt Nam kết thúc đợt hội quân, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng một số trợ lý của mình đã bay ngay vào thành phố Hồ Chí Minh để tham dự đám cưới của học trò. Huấn luyện viên Chung Ha-song, trợ lý Jang Jimo cũng nán lại dự đám cưới của Công Phượng trước khi về Hàn Quốc. Ngoài ra, dàn khách mời trong hôn lễ hôm nay không thể không kể đến ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, ông Võ Quốc Thắng, cựu chủ tịch câu lạc bộ Long An, ông Lê Thanh Hải, chủ tịch học viện Nutifood, ông Nguyễn Văn Hùng, ông bầu đội thành phố Hồ Chí Minh và chủ tịch câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thắng. Ông Nguyễn Hồng Phẩm, trợ lý huấn luyện viên thời U19 Việt Nam, ông Lưu Đình Tuấn, trợ lý huấn luyện viên Park Hang-seo, Lương Trung Tuấn, trợ lý của ông Trung Ha-seong, ông Đinh Hồng Vinh, cựu huấn luyện viên đào tạo trẻ của Hoàng Anh Gia Lai. Do đây là tiệc nhà gái tổ chức, nên số khách mời của Công Phượng cũng hạn chế. Buổi tiệc dành cho bạn bè, đồng nghiệp và những người liên quan đến bóng đá sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 11 ở Phú Quốc và tiệc nhà trai được tổ chức vào ngày 3 tháng 12 ở Đô Lương, Nghệ An. Dàn phù rể xịn sò. Công Phượng sẽ làm lễ xin dâu tại nhà gái vào sáng ngày 16 tháng 11. Theo một số nguồn tin, đội phù rể của nhà trai sẽ có 7 người, hầu hết là các tuyển thủ Việt Nam. Trong đó có 3 cái tên chắc chắn có mặt là Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn, Hồ Tuấn Tài bằng tuổi và cùng quê Nghệ An với Công Phượng. Cả hai cũng có nhiều lần sát cánh ở hàng công đội tuyển U19 và U22 Việt Nam trước đây. Ngoài ra, 3 cái tên còn lại chưa được tiết lộ, nhưng được cho vào tầm ngắm cũng đều là những cầu thủ bóng đá thân thiết với Công Phượng như Trần Hữu Đông Triều, Vũ Văn Thanh, Lê Văn Trường, Phạm Đức Huy. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.